đã cho bạn hay hoàng bán thời gian luôn. Rồi, cây đâu? Tiếp theo series mình mua con le le vịt trời về mình nướng nhậu. Anh em coi có gì hay anh em ủng hộ đăng ký kênh mình ha. Để luôn, để cho nó khô nó không vô đâu. Chút là còn cháy mình nữa.
xuống trên cái lưng nữa. Nè mười ơi, tiền nè. Sáng tính điện mày với ba qua, mày với ba là uống phê rồi tao kẹo bánh uống ly phê uống cái chỗ bữa này nè, bên này chỗ đừng có tóc á, có quán cà phê đó là mày ấy muốn mất kháng hay là gì? Muốn mất kháng đi. Lâu quá bữa. Quá trời ngon luôn. Lê lê nước cho tới ngon bá cháy. Đặt nhà mới đổi ớt nè muốn gì vậy? Dắt ấy rồi ngày mà lại ấy lên ngày. Chưa nói là mình đi công mình đi mận thì ra vậy nữa không nghĩ gì tôi sao đi, hỏi lại. Bữa trước chưa hỏi tiền này. Tối đi, tối đi. Tôi đưa 400, đừng có nói từ cà lâm có 3,5 là lấy 400 đó rồi. Để đây sao tính. Bắt nhà sống đâu? Có nè, bây giờ để tôi bắt lên cái coi để tôi thả luôn á, cái đứa đó. Mãi này lớn con á, bài ấp lại sống nhỏ con có được. Cả nhà khoảng 94. Đứa con rồi để nha, rồi đưa con 6 rồi thôi khỏi đi. Bây giờ tôi phải ổn là được con 6 nữa nào. Nhà mới bổn. Gà mái bổn ăn thịt được không? Trời ơi, vậy là ông không bằng được rồi. Hồi trước thì mận con mấy triệu, hôm trước con triệu này là... Thôi được rồi, được rồi. Ăn cái đầu sắt của nó. Thả chung gà sẵn con gà, cái chó của tính hư, nhỏ nước giống hư mẹ rồi năm. Hư rồi. Không, con chịu chỗ này chưa chín nè. Chín rồi, yên tâm. Để kẹp cây. Con ổng mà hôm nay nè, con chịu ổng cho ăn con mấy triệu luôn chứ. Ở rồi, thằng ở rồi. Ở thùng này ơi. Ê, hey, xin mời mời anh em á, uống dùng chung anh em ly bia á. Rồi, hôm nay chủ nhật. À.
le le vịt trời nướng nướng mồi ăn với lá dâu rừng là cũng gì á. Thử miếng đâu có bảo nữa gì á. Ngon hay vịt nữa. Chắc thịt đó. Thôi anh em. Rồi mời anh em. Vịt. Nó bao giờ quê kiên vịt trời. Hồng Tây Cấp nữa coi. Cấp dưới nó ngon rồi. Nè. Mua đây, mua lên chứ hồi mà gửi tiền mà. Mua 2 3 cây cũng được. Ha. Rồi có. Rồi vậy á. Không về hấu. Rồi về quê. Bữa thằng Thi nó đi Kiên Giang nè. Mua mấy cây rồi trồng sóc trăng. Gốc luôn. Trồng ăn lá. Cây ăn lá, ăn trái gì vậy? Ăn trái mà đi củi mà không. Cốc hai còn ở dưới luôn á. Mình có không trời cốc cũng lên luôn á, tự nhiên tao để trong mát á. Trời không để trong mát là nó chết rồi, cái gì vậy? Ngu ghê. Là lá. Mà cây cái gì thì chết đúng không? Con rộng bỏ thí á, ăn có ăn nổi đâu. Ừ. Có giải không? Chứ chồng bà thấy nè, thấy bà luôn, có ai đâu ăn. Đù, cái gốc ở dưới nhà bà Hồng ở dưới đụng nay chà bá luôn, trái đụng bự 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 rồi luôn, nay nó cao cỡ này rồi, quá trời luôn á. Ở trên này em giữ chồng hả? Ừ. Con cho ông hả? Ờ, đạp đó. Ủa, tao thấy tình hình không xong, tao đưa ở dưới, gì á. Bỏ đại đó, chồng thấy bà chồng dưới đất, nay chà bá luôn á. Nó có trái mẹ, năm một là dưa được năm là có trái rồi. Có trái ăn chưa? Có ăn rồi hổm bớt mớ trái rồi vô. Quỷ nó nói dễ, nó qua trái quanh năm trái quá nữa. Trái luôn không gì á. Nó nói có khi nào đâu nó dễ lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm gì làm màu là làm. Có đất thôi không gì. Ừ. Trái quanh năm suốt tháng nó có khi nào đâu tại cọc thái mà. Chứ không phải như cốc của mình à, cốc mình là có theo mùa theo đợt. Cốc ngon nhé. Lá chua chua hả? Tôi thấy lá ít quá, tôi tiện có mua có bà lá. Có mua thì nhẹ, mua thì cốc có máy lá. Cái này mà muốn mua vậy à? Đủ má bữa qua tao mua cây khế nó rộng trái tao lượng, tao bỏ bao rồi hết. Cái sa tế á. Nghe nè. Đang lên đến xéo về. Thử ngon không? Thử biết thử nọt rồi. Chấm đi. Thử được không? Bữa qua ba trái mà đủ xin được ba trái. Ngon. Ngon. Thử ngọt quỷ không cho. Nó không phải là thấy ngọt. Không phải đâu, cái ngọt phải dưới rồi chứ. Đốn mà em biết nhiều rồi chứ. Cắt luôn ăn vòng nhà chứ. Chồng cũng nhiều á. Đốn bỏ chứ để lại bán đâu có được đâu. Vô thấy đi. Vô. Rồi. Ngon ha. Quá vịt và khế. Cốc. Cốc. Nào quán lắm á. Đậu má ra quán là đậu má nó tính tiền không. Đậu rồi. Quán nó tính tiền. Ngon. Ngon. Thiên hứa. Thiên hứa là nó ngon.
thằng đó nó làm mua con le le dịch trời để chắc hơn nửa tiếng đỡ mà ngồi chờ mấy con. Lá cách hả? Không, lá sung. Ừ. Lá cách nó ăn sống nó hôi quá, tôi không ăn không được gì. Lá sung nó ăn được. Sung đã nâu đúng không? Ừ. Trời ơi. Sợ nâu mà. Sợ nâu ông ra đậu. Con gà nhìn cái không có cái lá đậu chứ. Ông phải cắt cái đọt nó mới nhảy ra sao ta? Không, lại đắt ở đây á. Nó bị ấy quá. Nó không phóng đi được. Ừ. Này phải nếu mà được vợ ra mà sao đi liền. Dạ. Yeah. Tốt hay nè. Má cái đắt cái sao tổng ngon được. Cái đổ đất. Quậy đây là mất cười đó, quá vô. Đây nó ở quê, toàn là lạ. Thằng rồi qua cho, bữa hôm nó mua chẳng hai anh chim, nạo tiền của tao là hết cây mà là sáu xị, bỏ tiền túi là cho nó mua chim mới là lâu lâu cho nó, bữa ông thằng qua cho nó ba xị nữa. Quá phụ làm mình khi mấy cái đồ nữa, mình là hào làm hai vô mình đậu má cái câu vô cuối rồi hết rồi. Xin chào tạm biệt anh em ơi, hẹn lên series tiếp theo. Cái con ai việc cái hẹn mà bắt làm thịt mẹ rồi lấy đâu.